Thư trả lời cư sĩ Vương Tâm Thiện, năm Dân Quốc 20, 1931. Mẹ ông đã có thể niệm Phật thì hãy nên bảo các cô con dâu cùng bầu bạn niệm Phật với mẹ. Lại nên khuyên cụ ăn chay trường để trở thành đạo nghiệp cho mẹ, đó là hiếu. Nếu chỉ nghĩ đừng niệm Phật, sợ nhọc nhằn tâm lực, đừng ăn chay, sợ rằng chẳng hợp phép dinh dưỡng, là hiếu. Thì lòng hiếu ấy giống như La Sát nữ yêu thương con người vậy. Lòng hiếu ấy phá hoại đạo nghiệp của mẹ, khiến cho cụ vốn có thể liễu sanh thoát tử lại đâm ra ở mãi trong sanh tử. Lòng hiếu ấy chính là lòng hiếu đã xô xuống giếng lại còn quăng đá, khiến cho mẹ ông chẳng được siêu sanh đọa lạc suốt kiếp. Hiếu thì có hiếu đấy, nhưng chẳng biết hiếu như vậy hóa ra là ngỗ nghịch. Ông đã làm công chức về mặt hình tích, chẳng cần phải thể hiện vẻ tu trì, nhưng trong tâm địa há chẳng thể thường ức niệm ư? Giống như ông nhớ mẹ, ai cấm ông trong tâm thường nhớ nghĩ mẹ? Ông nêu ra những sự trở ngại ấy hoàn toàn là luận trên hình tích, chứ không phải luận trên tâm địa. Hiện nay thời cuộc nguy ngập như thế, nếu vẫn chẳng chịu thẩm niệm Phật trong tâm, chuyện tương lai rốt cuộc chẳng biết giải quyết ra sao. Ông đặt văn sao ra ngôn lục, những gì nói trong ấy chẳng đủ để giải quyết mối nghi của ông. Cứ cần phải có một lá thư vài trăm chữ mới thả lỏng mong ngóng, đều là do thường ngày chẳng chịu thể hội quán sát mà ra. Hãy nên dùng lòng trần hiếu để khuyên lớn các nàng dâu và thường xuyên tự hành mật niệm, niệm thầm thì lợi ích lớn lắm. 62. Thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú, năm Dân Quốc 20, 1931. Pháp môn tịnh độ chú trọng nơi tín nguyện, có kẻ chẳng biết, cho nên hoặc cầu phước báo, nhân thiện, hoặc cầu đời sau làm tăng để hoằng dương phật pháp, độ thoát chúng sanh. Những loại tâm niệm ấy đều phải trừ khử sạch sẽ, nếu có mảy may sẽ chẳng thể vãng sanh. Vãng sanh là siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Không vãng sanh thì tuy một đời hai đời chẳng mê, chắc chắn khó lòng vĩnh viễn chẳng mê. Hễ mê thì do có phước tu trì, bèn tạo nghiệp đáng sợ lắm. Ác nghiệp đã tạo ác báo tự xảy đến, cầu thoát tam đồ chỉ sợ chẳng có ngày đâu. Lại nữa, người niệm Phật phải nên khuyên quyến thuộc trong nhà cùng sanh tín tâm, cùng thường niệm Phật để chuẩn bị cho cha mẹ và các quyến thuộc trong nhà người ấy. Hễ có ai mạng chung liền chọn niệm cho, nếu không chẳng những không thể giúp cho người sắp chết giữ được chánh niệm, mà trái lại còn làm cho người ấy sanh khỏi những tâm sân hận ái luyến, vân vân. Tắm rửa sẵn thay áo làm mất chánh niệm, nếu rời động khiến cho người sắp mất bị đau đớn bèn sanh sân hận. Sân hận thì có thể đọa vào loài độc trùng. Nếu đối trước người sắp mất khóc lóc người ấy liền sanh ái luyến, những chuyện này đều là mất chánh niệm, vĩnh viễn không mong chi được vãng sanh. Buồn thay, người không niệm Phật còn chẳng đến nỗi bị tổn hại lớn, chứ người niệm Phật hễ bị phá hoại chánh niệm mất sạch, muốn được vãng sanh trọn không thể được. Từ đấy luân hồi trong lục đạo suốt kiếp dài lâu đều là do bị bọn quyến thuộc ấy gây nên. Nếu bọn họ chẳng phát tâm thì nên đem chuyện thời cuộc nguy hiểm, hễ chí thành niệm Phật chắc chắn gặp dữ hóa lành, ra khuyên lơn. Nếu là nữ nhân mà chịu niệm Phật thì chắc chắn không bị đau khổ trong khi sanh nở. Nếu nữ nhân lúc bình thường chẳng biết niệm Phật, khi sanh nở hết sức đau khổ mà chịu chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn lập tức an nhiên sanh nở. Điều này linh cảm tột bậc, hãy nên nói với hết thảy bạn bè và những người quen biết, khiến cho họ ai nấy đều được sanh con tốt lành, lại còn làm cho cả mẹ lẫn con đều được yên vui cùng gieo thiện căn. Có kẻ ít hiểu biết cho rằng lúc sanh nở lõa lổ bất tịnh hễ niệm sẽ bị tội, chẳng biết đây là chuyện liên quan đến tánh mạng, chớ nên đem nghi thức lúc bình thường vô sự mà bàn. Ví như con cái té trong lửa nước, vừa gọi cha mẹ liền đến cứu giúp ngay, chắc chắn chẳng vì con cái mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ mà không cứu. Nếu do vậy mà chẳng cứu thì cũng chẳng đáng gọi là Phật Bồ Tát. Nếu là lúc bình thường, cố nhiên nên cạn lòng thành tận lòng kính, chẳng được lấy chuyện trong khi sanh nở làm lệ. Con người chẳng có ai không yêu thương con cái. Nếu dạy con cái niệm Phật, niệm Quán Âm từ nhỏ, sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn mà chẳng hay chẳng biết. Huống chi kẻ tự mình thường niệm Phật, lúc lâm chung ăn càng chẳng nên quấy rối, càng phải dùng niệm Phật để giúp đỡ ngõ hầu người ấy quyết định vãng sanh Tây Phương. Trong hiện thời, niệm Phật, niệm Quán Âm, gặp giữ mát lành là điều chắc chắn.
quang giả rồi, tinh thần chẳng đủ, thế nên đọc kỹ văn sao, khi theo đó tu hành sẽ liền được lợi ích. Đừng nên thường xuyên gửi thư để khỏi tự phiền phiền người. 63. Thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Trấn, năm Dân Quốc 20, 1931. Người đang độ thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà vậy sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12-13 tuổi tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ, còn lại chuyển cho con, cháu chuyển cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là Châu Tử Quyền bán thân bất toại, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, chớ nên tham tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm, hễ tham thì sẽ bị một bè mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hết thảy tạp niệm trong tâm nhất là chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiêng giết ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm, nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn phần chẳng được gần gũi phụ nữ, nếu không muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta, nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Này đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia. Lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thưởng hưởng sự vui chân thưởng vô lậu, thì do cơn bệnh ngạch ngặt này mà được lợi ích lớn lao, vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ, hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được, thì suốt ngày dùng tâm trí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối với trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, chọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật, liền có thể gặp sự hoát lành, hàng nữ nhân trong nhà. Nếu chịu niệm Phật, chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở, sanh không được. Chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lãng đồ bất tịnh, niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ, nếu áo mũ không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa tiêu tiểu và khi ngủ nghỉ, đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. 64. Thư trả lời sư Hiệu Trân và cư sĩ Giác Tam, năm Dân Quốc 20, 1931. Người niệm Phật hãy nên cung kính chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ mong nhiều, thuận miệng niệm ảo ảo, cho nên không có hiệu quả. Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người niệm Phật thật sự. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình. Vì thế có thể cảm ứng đạo giao lại nói: đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa tư vì đệ nhất. Nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp, đắc tam ma địa tức tam muội, ấy là bậc nhất. Nói khiến cho tâm miệng tai
đều được rõ ràng chính là pháp tắc nhiếp trọn 6 căn vậy. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn, tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe, thì mắt mũi quyết định chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài, thần cũng chẳng đến nỗi láo xược phóng túng. Người đấy ngay niệm Phật phần nhiều, đều chẳng chịu nỗ lực, nên không có hiệu quả gì. Lại nữa, khi không niệm Phật, vọng tưởng tuy nhiều, nhưng không có cách nào biết được, chứ không phải là lúc không niệm thì không có vọng tưởng. Ví như đối với hư không trong nhà, dẫu mắt cực tốt cũng không thể thấy được bụi bặm. Nếu từ khe cửa sổ soi vào một tia nắng, sẽ thấy bụi bặm trong tia nắng trao lên đảo xuống, không khi nào ngừng. Khi ánh sáng chưa chiếu đến nơi, vẫn chẳng thấy có bụi bặm. Vì thế biết rằng khi niệm Phật mà nhận biết có vọng tưởng thì đấy vẫn là cái hay của việc niệm Phật. Lúc không niệm Phật hoàn toàn bị vùi lấp trong vọng tưởng cho nên không biết. Lại nữa, pháp niệm Phật khẩn yếu nhất là có lòng tin chân thật nguyện thiết tha. Hễ có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt đến nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật tử lực đến nghiệp vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu tâm không có vọng niệm thì vẫn chỉ là phước báo nhân thiên vì chẳng tương ứng với Phật. Do vậy đương nhiên phải chú trọng nơi tín nguyện, cầu sanh Tây Phương. Thật sự có tín nguyện, vọng sẽ tự hết. Nếu lúc bình thường có vọng tưởng quá mức, muốn đắc thần thông, được danh dự, được duyên pháp, đắc đạo, vân vân, hoàn toàn lấy vọng tưởng làm bản thân, làm bản tâm của chính mình, như vậy thì càng phải tinh tấn dũng mãnh. Những thứ vọng tưởng ấy càng nhiều càng lớn. Nếu chẳng giác chiếu để dứt trừ vĩnh viễn những vọng tưởng ấy, thì sau này vẫn bị ma dựa phát cuồng. Há nào phải chỉ có vọng tưởng mà thôi ư? Vì thế phải miệt mài đoạn dứt những thứ vọng tưởng quá mức ấy. Thực hiện công khóa thì nên y theo chương trình của công khóa. Khi đi kinh hành niệm Phật xong trở về chỗ cũ, niệm thêm danh hiệu hai vị Phật Thích Ca, Dược Sư cũng không ngại gì. Luận theo mặt lý thì lễ Phật trước khi chưa niệm chính là lễ Phật Thích Ca. Người đời phần nhiều xử sự theo tình cảm, không ai chẳng cầu tiêu tai tăng tuổi thọ. Vì thế niệm thêm Phật Dược Sư. Thật ra oai thần công đức của A Di Đà Phật bằng với oai thần công đức của mười phương ba đời hết thảy chư Phật, chứ không phải là niệm A Di Đà Phật chẳng thể tiêu tai tăng tuổi thọ. 65. Thư trả lời cư sĩ Trần Kỳ Sương, năm Dân Quốc 20, 1931. Xem bài văn phát nguyện đã tu chỉnh, có thể nói là đại nguyện đối trước Phật. Phát nguyện hãy nên bày tỏ giản lược. Bài văn phát nguyện do các hạ đã soạn chính là lời phát biểu cho người khác và lời đề xướng hướng dẫn, sao có thể gọi là bài văn, sánh bằng bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì, nào có hữu ích chi đâu. Hiện thời rõ ràng là một ông tăng phàm phu, đối ý trước Phật phát nguyện mà vẫn dùng hai chữ thượng hạ, thì thật là thất lễ quá sức. Công khóa do các hạ đã lập ra, nếu tuyệt đối không có chuyện gì thì còn có thể thực hiện được, chứ nếu có cha mẹ vợ con, lại còn phải chữa trị khắp các chứng bệnh, không ai mời mà từ chối được. Chỉ nội một câu chuyện này đã khó thể ứng phó được, huống gì là công khóa sớm chưa chiều ư? Các hạ và quang hoàn toàn khác đường, quang một bề giảng được, các hạ một mực phô trương, xin đừng lui tới tốt hơn. Sách Long Thư Tịnh Độ Văn, dạy niệm 36 vạn ức 11 vạn 9.500 đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật. Chuyện này nên luận trên phương diện dụng công, chứ nên luận theo phương diện nhiều hay ít. Nếu đem so sánh một câu này, tức câu niệm 36 vạn ức 11 vạn 9.500 đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật với chuyện chỉ niệm 6 chữ Phật hiệu, thì tùy mỗi ngày niệm được 10 vạn câu, niệm suốt trăm năm vẫn chẳng bằng được số lượng đức Phật trong một câu này. Tức là số lượng đức Phật được niệm bởi kẻ niệm 6 chữ niệm suốt một đời chẳng bằng số lượng đức Phật được niệm bởi một câu này. Nhưng kẻ niệm một câu này vẫn có, dẫu có tín nguyện vẫn chưa chắc có thể được vãng sanh. Còn kẻ niệm 6 chữ suốt đời nhưng có tín nguyện thì chắc chắn có thể vãng sanh. Nếu không y theo quy định do chư tổ đã thành lập mà niệm 6 chữ danh hiệu, đừng tính toán nhiều hay ít, phải biết A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân. Tức là một danh hiệu A Di Đà Phật này gồm trọn danh hiệu của mười phương tam thế hết thảy chư Phật,
Nào phải chỉ có 36 vạn ức 11 vạn 9 ngàn 500 mà thôi ư? Ai nấy đều có tâm có hạnh, có trí khác biệt. Đã hỏi đến bèn chẳng ngại gì nói thẳng, đã khác đường lối ắt chẳng nên gặp gỡ. Quang là kẻ vô tri vô thức, nào đáng gọi là bậc tông trưởng của tịnh độ, há chẳng khiến cho người ta hổ thẹn không trốn dung thân ư? 66. Thư gửi cư sĩ Nguyễn Hòa Khanh, năm Dân Quốc 20, 1931. Trước kia ông chọn dự đường gửi thư đến cho biết có 6 người thiện nữ xin quy y, nhờ gửi thư về cho các hạ để chia ra giao cho những người ấy. Lại nói, bà thích nhà họ Nguyễn quy y lần trước, pháp danh Đức Chánh chính là phu nhân của các hạ. Biết cư sĩ học Phật nhiều năm, người nhà đều được cảm hóa, thật đáng bội phục. Chẳng biết cư sĩ có tin tưởng chắc chắn nơi pháp tịnh độ hoành siêu hay chăng? Này đã có nhân duyên này, chẳng ngại bày tỏ đại lược nỗi lòng. Suốt một đời Đức Như Lai đã nói ra vô lượng vô biên pháp môn, tìm lấy pháp trực tiếp nhanh chóng nhất thì không gì hơn được tham thiền. Nếu là bậc thượng căn, nghe một ngộ được cả ngàn, đắc đại tổng trì, nhưng đấy vẫn còn là ngộ, chứ chưa phải là chứng. Người có thể thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì trong đời mạt quả thật chẳng thấy được mấy ai. Những kẻ khác phần nhiều đều là nhận lầm tin tức, cái được gọi là ngộ đó phần nhiều đều là thác ngộ lầm lẫn, ít có cả ngộ thật sự. Dẫu thật sự ngộ thì vẫn còn cách xa chuyện liễu sanh tử nhiều lắm. Vì tuy được khai ngộ, vẫn cần phải dùng đủ mọi phương tiện để đối trị phiền não tập khí từ bao kiếp đến nay, khiến cho hết sạch không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh. Nếu phiền não đã đoạn được chừng bao nhiêu đó, nhưng vẫn còn mảy may chưa đoạn hết, thì vẫn cứ sanh tử y như cũ, không thoát ra được. Nếu chỉ nghĩ hiểu được tự tâm chính là đạo, ngoài ra không tu chỉ gì cả, thì sự hiểu lầm ấy chẳng nhỏ đâu. Nếu hiểu biết nhưng không thấy có phiền não nào để được cả, thì có thể gọi là đắc đạo. Người như vậy đã có thể chém đứt căn bản sanh tử, cho nên có thể liễu sanh thoát tử. Nếu tùy hiểu biết nhưng phiền não chưa đoạn, thì làm sao có thể liễu sanh thoát tử cho người được? So với kẻ chẳng nhận biết, tùy người ấy cao trỗi hơn nhiều lắm, nhưng sanh tử chẳng liễu thì lại phải thọ sanh hoặc đâm ra mê muội đáng sợ vô cùng. Đó là nói về người thật sự khai ngộ đấy nhé. Còn những kẻ tưởng lầm là ngộ càng khỏi cần phải nói đến nữa. Ấy là vì pháp tham thiền chính là pháp môn cậy vào tự lực, cho nên đem so với pháp môn niệm Phật về mặt lợi ích thì thật chẳng khác nào một trời một vực. Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong những pháp môn đã được giảng trong suốt một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn gồm thâu, lợi, độn. Bậc thượng thượng căn như các vị đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Kẻ hạ hạ căn như phường đại tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dựa vào trong ấy. Chỉ cần có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì đều có thể cậy vào Phật tử lực đấy nghiệp vãng sanh. Nếu đã đắc tam muội và đã đoạn dứt phiền não, hễ được vãng sanh sẽ liền dựa vào địa vị đại Bồ Tát. Hết thảy pháp môn đều lưu xuất từ pháp môn này, hết thảy pháp môn đều quy hoàn pháp môn này, gọi là vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Dường như nông cạn nhưng sâu chẳng thể lường, tợ hồ nhỏ nhoi nhưng lớn lao không gì chẳng bao trùm. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, không vị nào chẳng cậy vào đạo thành thủy thành trung này. Sợ cư sĩ chưa gặp được người thật sự biết tịnh độ, cho sẽ gọi pháp này là thiện cận, bèn truyền dốc sức nơi pháp thiền, minh tâm kiến tánh, cho rằng hiểu biết được tự tâm là đã giải quyết xong rồi. Bởi thế khôn ngoan dông dài một phen, nếu lời quan chẳng đáng tin, xin hãy đọc kỹ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và bộ văn sao của quang, sẽ chẳng nghĩ quang sai lầm bịa đặt. Nếu thật sự biết sự hơn kém giữa Phật lực và tự lực, chắc chắn chẳng đến nỗi vẫn còn chấp vào chuyện chỉ suy xét tự tâm, cho rằng hiểu được cái tâm chính là đạo, chẳng cần phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cổ nhân như sư Viên Quán biết được quá khứ vị lai vẫn chẳng thể liễu thoát sở ngộ về thiền của ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh. Người đời nay há có bén gót được chăng, nhưng họ vẫn phải thọ sanh trở lại. Do vậy biết
Phạm Phu quyết định phải tu pháp môn đặc biệt do Đức Phật khai thị, thì bất luận căn tánh như thế nào đều có thể liễu sanh thoát tử do cậy vào Phật lực vậy. Nếu cậy vào tự lực, sợ rằng có mộng cũng mộng không được, chẳng biết cư sĩ có chịu tin lời này hay chăng? 67. Thư trả lời cư sĩ Trần Thọ Nhân, năm Dân Quốc 20, 1931. Nhận được thư ông từ 3 hôm trước, biết lệnh lang là Hà Sanh đã niệm Phật vãng sanh, tuy phải thế đế tự hồ đó là chuyện bất hạnh, nhưng vãng sanh là đã siêu phàm nhập thánh, quả thật là may mắn lớn lao, nên vận theo thực tế, đừng chấp vào tướng thế gian rồi sanh bi cảm. Này những kẻ mù quáng quấy rối đều cho cha mẹ họ mong mỏi họ sẽ khương gia lập nghiệp vẻ vang tổ tông, nhưng chẳng biết cách nuôi dạy nên đều trở thành những kẻ tự hại, hại người hại đời. Do vậy, con người phải mở rộng tầm mắt để nhìn, thì trong tâm sẽ thản nhiên không lo lắng. Chùa Báo Quốc có tất cả 42 vị tăng, ai nấy đều có chức trách, chẳng thể làm Phật sự. Với số tiền 100 đồng ông đã gửi, tôi bảo chùa Linh Nham lập một bài vị trong niệm Phật đường. Chùa Linh Nham niệm Phật có thể coi là bậc nhất trong vùng Giang Chiết, công khóa mỗi ngày chẳng khác gì khi đả Phật thất. Khi đả thất, chỉ thêm 3 lượt hồi hướng sáng trưa tối. Chùa này thuộc địa phương của Hòa Thượng Chân Đạt chùa Thái Bình, gần đây đã đổi thành đạo tràng thập phương chuyên môn niệm Phật. Phạm những chuyện như niệm kinh bái sám, phóng diệm khẩu, làm đàn thủy lục, giảng kinh truyền giới, thâu nhận đồ đệ truyền pháp, vân vân đều chẳng làm. Quanh năm niệm Phật, những tháng mùa hạ, nếu hữu thuận tiện sẽ giảng pháp môn tịnh độ, chẳng chèo kéo người ngoài đến nghe. Nhận được thư ông thì trong ngày hôm sau, tôi đã bảo Hoàng Hóa xã đem những sách đã in trong 1-2 năm qua gửi đi mỗi loại một cuốn. Chắc là ông đã nhận được rồi. Lại thêm, do người ta thường nhân dịp nghỉ Tết đến thăm nhiều lắm, hiện thời không rảnh rang, đợi đến tháng giêng năm sau sẽ vì Hà Sanh niệm Phật suốt 3 ngày, hầu thỏa tâm nguyện của ông. 10 đồng ông đã gửi sẽ dùng vào chi phí in sách. 68. Thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh, hai lá thư, năm Dân Quốc 24, 1935. Ông này vốn có tên là Bình Nam. Một ngạn ngữ có câu: thiên hạ bổn thái bình, duy nhân tự nhiễu chi. Thiên hạ vốn thái bình, chỉ có con người tự quấy rối. Người trí dùng trí để khuấy, kẻ ngu dùng dục để khuấy. Mối họa do lòng dục khuấy nhiễu tuy khốc liệt, nhưng người ta còn biết được sự khuấy nhiễu của trí, nếu chẳng phải là bậc tri kiến vượt trội sẽ chẳng thể biết được. Đã chẳng biết là khuấy nhiễu, lại ngược ngạo coi đó là đức, đấy chính là cội nguồn gây nên đại loạn cho nước ta từ thuở mới có trời đất đến nay. Học thuyết gây lầm lạc cho con người thật đáng sợ sâu xa. Văn vương ân trạch thấm đến xương khô không biết mấy trăm năm, nhưng phong tục giết người để tuẫn táng phổ biến khắp thiên hạ. Mục Công là vua hiền của nước Tần còn giết 177 người để tuẫn táng, mà vị họ Tử Xa cũng chẳng vì là hiền thần của đất nước mà được miễn. Còn những kẻ chẳng hiền bèn giết chóc nhiều hơn nữa, sao nỡ nói đến. Từ khi Phật pháp truyền qua phương Đông, nếu thật rành rẽ xử lý nhân quả luân hồi, những kẻ ngoảnh mặt về phía Nam xưng trẫm thuộc những đời sau cũng chẳng dám làm. Dẫu ông vua bạo ác vẫn cứ muốn làm như vậy, quyết chẳng dám coi đó là vẻ vang, cũng như cho là giết càng nhiều càng sang. Nếu như cõi đời không có Phật pháp, nhân dân ai được sống trọn hết tuổi thọ ư? Do vậy tôi nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Ông Châu A Sĩ nói: nhân dân, nhân nhân chỉ nhân quả, đại trị chỉ đạo giã, nhân nhân bất chỉ nhân quả, đại loạn chỉ đạo giã. Ai nấy biết nhân quả là đạo, để thịnh trị vậy ai cũng chẳng biết nhân quả, đấy chính là đường lối đại loạn. Họ Trình, họ Châu, thiền tử cao chỗi, ăn trộm nghĩa lý từ kinh Phật để giải thích kinh điển Nho giáo, lại sợ người ta học Phật nên đặc biệt sướng lên dị nghĩa, cho là nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi do Đức Phật đã nói đó. Thật ra đâu có chuyện ấy, chẳng qua Phật mượn những chuyện ấy để lừa dối ngu phụ tuân phụ Phật giáo đấy thôi. Hơn nữa, còn người chết đi, thân xác đã hư mất,
thần hồn cũng phiêu tán dù có băm vằm say dã, còn có chỗ nào để làm? Hơn nữa thần hồn đã phiêu tán, còn có người nào để thác sanh nữa đây? Chuyện ấy là chuyện nông cạn nhất trong đạo Phật, nhưng lại là chuyện quan trọng nhất cho quốc gia xã hội. Họ đã đề xướng nhân quả luân hồi là hư vọng, sai lầm, thì thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để răn, khư khư ôm xuồng, chánh tâm thành ý để làm cái gốc dạy dân, giữ yên đất nước. Chẳng biết nếu không có nhân quả luân hồi thì chánh tâm thành ý và không chánh tâm thành ý có khác biệt chi đâu, bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Nếu đã thật sự là không có, thì còn ai bận tâm đến cái hư danh ấy? Trong giới lý học từ đấy trở đi, không kẻ nào chẳng lén lút xem kinh Phật, nhưng không một ai chẳng bài bác Phật Pháp. Do chẳng để xướng nhân quả nên ngược ngạo coi căn bản, để trị quốc trị dân trị tâm là bản sẵn thấy bệnh. Mấy trăm năm qua vẫn còn duy trì được, vẫn còn có lễ giáo trên hình thức. Đến khi gió Âu dần dần thổi sang đông, hoàn toàn ngả rạp theo gió Âu, do không có căn bản nhân quả luân hồi nên mới thành phóng túng quái quỷ xa xỉ tạo vậy, không gì chẳng làm. Bản tâm của họ Trình, họ Châu thời ấy chính là muốn nhờ chuyện hủy Phật để bảo vệ đạo Nho, nhưng chẳng biết hủy Phật lại trở thành hủy Nho. Như hiện nay, Ngũ Kinh Tứ Thư đã trở thành sách bị cấm đoán, trường học dù lớn hay nhỏ đều không cho học những sách ấy. Đấy là chính cớ rõ ràng, Nho và Thích vốn cùng nguồn, bọn lý học cho là tâm tánh khác hẳn với thân hình, mưu tính diệt trừ tâm tánh nhưng thân hình bị diệt trước. Nếu hai ông ấy có thiêng, sẽ chẳng cho những gì chính mình đã nói là đúng, sẽ hối hận còn không kịp. Những lời lẽ ấy tựa hồ xa cách, nhưng thật ra rất gần gũi. Người đọc sách nếu không hiểu rõ ràng chỗ quan yếu này, thì xem kinh Phật cũng sanh lòng tín ngưỡng, đọc như sách báng Phật bền lý học cũng sanh lòng tín ngưỡng. Ví và dục đánh lộn trong cùng một tâm, tự lợi và lợi tha, bị chướng ngại lớn lao. Do vậy tôi nói đại lược mối tệ ấy, mong ông hãy suy xét thì những điều tương tự sẽ đều hiểu biết, sẽ đều hiểu hết. Trong hậu trạch tuổi đã 65, ông muốn thờ ông Tăng chỉ biết cơm cháo làm thầy, nên đặt pháp danh cho ông ta là Đức Phù, nghĩa là Phù, dùng nhân quả báo ứng, tín nguyện niệm Phật để làm pháp tự giúp mình giúp người, khiến cho hết thảy những người đồng hàng khi sống làm việc thánh hiền mất đi sanh về thế giới cực lạc. Ông Phương Trưởng Long, tên tự là Hàn Tuyền, dùng tấm lòng trong sạch không bon chen cạnh tranh để nhuần thấm hết thảy nên có pháp danh là Đức Trạnh. Một chữ chiến quan hệ rất sâu, ranh giới giữa lòng ham muốn của con người và thiền lý nếu chẳng tận lực chiến đấu thì lý bị lòng dục chen lấp, khiến cho lý ắt bị ẩn lòng ham muốn tỏ rõ vậy. Khổng Tử nói tứ thập nhi bất hoặc, 40 tuổi không lầm lẫn, chính là nói về lúc lý thắng dục bị khuất phục. Thất thập sở dục bất du củ, 70 tuổi lòng ham muốn chẳng ra ngoài khuôn khổ, chính là thiên hạ thái bình, chọn không có chiến sự vậy. Khổng Tử nói ngã chiến tắc khắc, ta đánh trận ác thắng. Khổng Tử suốt đời trước hè nắm binh quyền, sao dám nói ta đánh trận ác thắng? Đấy chính là ý chỉ nhỏ nhiệm của Khổng Tử nhằm dạy con người chế ngự ý niệm để thành thánh hiền vậy. Do vậy đặt pháp danh là Đức Khắc. Thánh nhân rủ áo khoanh tay trị thiên hạ, điều cốt yếu chỉ là vô dục. Vô dục thì không phải chiến đấu, có dục thì phải chiến đấu dài dài cho đến khi ta lẫn người đều chết hết, tấm lòng mới chịu nguội lạnh, nếu không ác sẽ mong người khác chết để riêng ta còn sống, quyết chẳng nghĩ đến sự thảm khốc của chiến tranh để tạm ngừng. Vù Bái Lâm, nếu biết pháp môn tịnh độ của Đức Như Lai là trận mưa dầm cam lộ cho chúng sanh trong chín giới, có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tự hành dạy người, thì một người sướng trăm người hòa, nhìn nhau bắt chước nhau làm lành đông đảo lắm. Vì thế đặt cho ông ta pháp danh là Đức Lâm. Ông nói bản thân là người ở trọ, sợ không có người kế thừa. Này, bốn người này chính là những người có quê quán ở đấy.
Hãy nên bảo họ đem pháp môn này truyền bá vĩnh viễn, quang giúp cho ông một tay, đem 40 đồng tiền hương kính của bọn họ hoàn toàn dùng làm chi phí gửi sách, khiến cho ông và bọn họ mỗi người có một có cái để bắt chước theo. Chuyện tự hành, dạy người sẽ có căn cứ. Tôi sẽ để kê một danh sách để gửi sách đi, vào những bộ sách lớn và nghĩa lý sâu xa, hàm xúc, 4 người các ông, mỗi người giữ một phần. Phàm những sách người thông thường cũng đọc được thì tùy thiện tặng cho người ta, cũng như đem cho các tù nhân. Nhưng phải thiết tha dặn họ cung kính, chớ nên giống như người bình thường đọc các sách nho, chọn chẳng cung kính tí nào, ngõ hầu được lợi ích, chẳng đến nỗi trước lấy tội khinh nhờn ô uế. Chuyện này hãy xem trong bài viết về kính trọng sách, tiếc giấy chữ, ở đây không viết cặn kẽ. 2. Đã nhận được thư của ông và Huệ Tu, vân vân từ trước, nhưng do Hoàng Hóa xã nói, có 200 cuốn ký lộ chỉ quy, chỉ bảo đường rẽ của ông Đức Khải còn chưa gửi tới, nên chưa viết thư trả lời. Ngày hôm qua, sách gửi ấy đã được gửi đến, quang mục lực không đủ nên xem sơ qua 2-3 bài, cảm thấy hay lắm, bèn gắng sức xem 3-4 lần. Cả cuốn sách đều hay, nhưng có 3 chỗ lầm lẫn chẳng thể không nói rõ. Trong năm 10, trang 58, dòng 8 và 9, Sức Trung Tân Lương, Hoàng Hóa xã ở Tô Châu tặng đọc. Đây là một cuốn sách nhỏ nên cũng không phiền cho lắm. Trang 62, hàng thứ 2, các sách Quyến Thế Bạch Thoại Văn, Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải Thích, Sức Trung Tân Lương, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, vân vân. Hoàng Hóa xã ở Tô Châu đều tặng đọc. Những sách này đều tặng đọc thì chi phí in sách lấy đâu ra? Hiện nay người học Phật thật đông, nếu đều là tặng miễn phí thì ai chẳng muốn thỉnh, sao không coi kỹ mà lưu thông theo giá vốn. Cần thỉnh bao nhiêu thì giao cho bấy nhiêu, lưu thông nửa giá hoặc tặng không sẽ bị hạn chế. Nếu đều là sách tặng xem thì đừng nói không có nguồn tiền để in sách, ngay cả thợ in sách và đóng sách không biết phải dùng đến bao nhiêu người mới giải quyết được chuyện này. Chuyện này do thầy Minh Đạo lo toan. Quang hoàn toàn chẳng cho chuyện lưu thông nửa giá hay hoàn toàn biếu tặng là đúng. Có người có học vấn nhưng tương đối khá giả, yêu cầu bao nhiêu bộ sách lớn ấy thì cũng chỉ tính nửa giá. Quyền biếu tặng là tại nơi ta, chứ không phải nơi người. Tùy theo ý ta mà tặng, nếu công khai mà còn có hạn chế, người ta không đọc kỹ thì cũng khó ứng phó. Nhưng đấy vẫn là chuyện thuộc về phương diện tiền bạc. Nếu người ta trách móc cũng có thể rút lại chương trình ấy, không đáng phải bận tâm. Chỉ có trang 32, dòng 8 và 9, từ Huệ Viễn Đại Sư Đại Tấn cho đến gần đây nhất là Ấn Quang Đại Sư vẫn còn tại thế. 12 chữ này tôi cảm thấy thật quá thất cách. Đức Khắc viết như vậy với dụng ý đề cao thầy, nhưng chẳng biết đã dựng cái đích cho mọi mũi tên cùng bắn vào. 12 chữ ấy nên đổi thành từ Huệ Viễn Đại Sư Đại Tấn cho đến Thiện Đạo Vĩnh Minh Điền Trì Ngẫu Ích Tỉnh Am Triệt Ngộ. Triệt Ngộ chính là Ngài Mộng Đông, hiện thời ở An Huy, có người tên Mộng Đông cho nên chỉ dùng tên Triệt Ngộ. Đều là những vị có học vấn nhất. Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo. Dẫu biết lợi ích của pháp môn tịnh độ, sao lại có thể kể vào số những vị tổ sư trên đây? Vì chẳng biết, do ông Đức Khắc tự viết, người hiện thời sẽ nói là ông ta làm theo ý Quang. Người ta ắt sẽ cho Quang mạo nhận là bậc thông gia, muốn được kẻ ngang hàng với sơ tổ của Liên Tông, thì Quang mắc tội lỗi về nhân cách chẳng thể tưởng tượng được. May là nỗ lực xem hết cuốn sách, chứ nếu không sẽ không có cách gì thâu nhập được. Nhất cử nhất động của chúng ta đều giữ bổn phận, người ta sẽ không để ý hủy báng. Nếu có chút khí phận khoe khoang, tiếm vị vượt Phật thì không những kẻ thổi lông tìm vết sẽ đều cất giọng công kích phê bình, mà ngay cả bậc quân tử đức dày cũng sẽ vì chuyện này mà coi thường. Xin hãy bảo với Đức Khắc sửa đổi 3 chỗ ấy, mà cũng không phải thêm nhiều dòng, chỉ là thêm vài chữ nơi dòng 8 và 9 trong trang 32, 7 hàng kế tiếp còn có 11 chỗ trống. Sách này được lưu thông thật sự có lợi ích lớn lao. Quang cũng không phải là người khách trọ lâu ngày trong cõi thế. Những khi tôi mất rồi, phàm là đệ tử của tôi chỉ nên y theo lời dạy tu trì, đừng liên miên lan man, đem tôi là một bức tượng đất đi thếp vàng dòng. Đấy là đem phàm lặng thánh chính mình vào quang,
đều mắc tội lỗi. Hãy đọc những bức thư gửi cho Phan Đối Phủ và Mã Khế Tây trong bộ Văn Sao. 69. Thư trả lời tiên sinh Trịnh Quán Tịnh. Năm Dân Quốc 20-1931, đính kèm nguyên văn thư hỏi. Trước kia còn đọc bài văn kính tiếc giấy chữ của lão pháp sư, văn tưởng nghĩa lý chính xác, quả thật là phương thuốc mầu nhiệm để cứu chữa thói tệ đương thời. Theo như trong bài Công Quá Cách của Văn Đế, Văn Xương Đế Quân có nói: dùng giấy có chữ bọc kinh lót mõ phạm 50 lỗi. Trước kia còn gửi thư hỏi tiên sinh Nhất Vân Đài, nếu dùng giấy báo để tập luyện thư pháp, viết xong đốt đi, có mắc tội khinh nhởn hay chăng? Có nên dùng để bọc kinh điển hay không? Tiên sinh lại dạy rằng, bỉ nhân cũng không tránh khỏi, nhưng cũng chẳng dám nói lời quyết đoán. Xin hãy hỏi bậc cao tăng đại đức, vân vân. Lại nữa, trước kia cư sĩ Phạm Cổ Nông đã đáp lời hỏi của bỉ nhân như sau: kính tiếc giấy chữ thì dường như là đối với những văn tự trong báo chí phải phân biệt xem có phải là kinh truyện của Thánh Hiền, có đáng để tôn trọng hay không. Những thứ giấy có chữ thông thường dùng để bao kinh sách, tập luyện thư pháp có được hay chăng? Kính xin lão pháp sư quyết đoán một lời. Ngoài ra trong bài Công Quá Cách của Văn Xương Đế Quân có nói: đưa con đi xuất gia phạm 50 lỗi. Nhưng kinh Phật cực lực tán thán công đức xuất gia thủ thắng, do Văn Xương Đế Quân quy y, tin tưởng Tam Bảo, tìm được Phật Thọ Ký, sao lại nói lời ấy rất mâu thuẫn với ý chỉ trong kinh như thế. Cũng rất mong cầu lão pháp sư phán định, dùng giấy có chữ để bọc kinh hay lót mõ chẳng những là khinh nhờn giấy có chữ, mà còn là khinh nhờn kinh điển, khinh nhờn đạo tràng. Ông là người đọc sách mà còn phải hỏi người khác chuyện này mấy lần ư? Dùng giấy báo để luyện viết chữ cũng không phải là không được, nhưng trở nên viết bừa xóa loạn. Viết bừa xóa loạn sẽ trở thành thiếu ý thành kính. Ông Cổ Nông nói xét theo giá trị của chữ viết trên báo cũng gần hợp lẽ, nhưng ai dùng cái tâm ấy? Kinh truyện của Thánh Hiền đâu có chữ nào đặc biệt không dùng đến những chữ thông thường. Công Quá Cách nói, đưa con em đi xuất gia mắc lỗi là nhằm ngăn ngừa thói tệ. Kẻ ác do ác tâm ruồng bỏ con em mà vẫn muốn được tiếng tốt, chứ không phải là chuyện cha con anh em cùng phát bồ đề tâm đưa nhau đi xuất gia mà cũng bị tội. Chí kiến của ông hạn hẹp, chẳng hiểu biết viên dung, nên mỗi chuyện trong thế gian đều phải hỏi người khác nhiều lượt mà vẫn chẳng thể giải quyết được. Vì sao vậy? Do có chấp ngã, thì người khác đã giải mối nghi này cho ông lại do lời giải thích mà sanh nghi. Ngã chấp chẳng bỏ thì làm sao theo lời người ta cho được. Mấy câu nói ấy người hiểu rõ lý, cố nhiên chẳng cần phải bận lòng suy tính vì vốn đã tự hiểu rõ rồi. Nếu ông dùng tâm tư ấy để học Phật Pháp thì suốt đời cũng chẳng thể vượt ra lỗi mòn tình tưởng phân biệt được. 70. Thư trả lời cư sĩ Du Hữu Duy, năm Dân Quốc 26-1937. Đọc thư ông gửi đến, văn tử lẫn ý nghĩa đều hay, không thể thay đổi được, nên chẳng ghi lời phê. Ông 21 tuổi biết làm văn làm thơ, chính là đời trước có thiện căn. Nhưng hãy nên khiêm tốn náu mình, đừng cậy thông minh khinh người, học vấn càng rộng rãi, càng cảm thấy không đủ, thì sự thành tựu sau này sẽ khó thể suy lường được. 10 năm trước, Pháp sư Đế Nhàn có một đồ đệ tên là Hiền Ấm, là người cực thông minh, xuất gia năm 17-18 tuổi, nhưng khí lượng quá nhỏ, không chịu thua kém một chút nào. Lần đầu tiên giảng tiểu tòa xong, lễ sư phụ chọn chẳng chê ông ta giảng không hay, chỉ nói âm thanh quá nhỏ, do một câu nói ấy liền ngã bệnh mà ngài Đế Nhàn là người một mực làm cho ông ta thường sanh tâm hoan hỉ. Vì thế Hiền Ấm tánh kiêu ngạo tăng trưởng hàng ngày, hàng tháng. Sau này qua Nhật Bản học mật tông, những bài viết nhằm hoằng dương mật tông của ông đều gửi đăng trên tờ Lâm San của Thượng Hải cư sĩ Lâm. Ông tự đặt mình vào vị trí cao cả, cho rằng chỉ có ta là cao. Sau đó về nước, đến chùa Quán Tông thăm thầy, ngài Đế Nhàn nói ông thành danh rất lớn, tức là chưa thật sự dụng công, hãy nên bế quan 3 năm, để dụng công thì mới nên. Ông ta vừa nghe câu nói ấy như dao cứa tim, ngay bữa ấy liền sanh bệnh. Ngày hôm sau ôm cơn bệnh đi qua Thượng Hải cư sĩ Lâm được hơn 1 năm liền mất. Ông ta mất không lâu,
Quang đến chùa Thái Bình ở Thượng Hải, một thành viên của cư sĩ Lâm là Châu Thạch Tăng đến thăm hỏi tình hình lúc Hiền Ấn mất. Ông Châu nói, hồ đồ, Phật chẳng niệm được mà chú cũng chẳng niệm được. Đấy chính là hạng đại pháp sư hiển mật viên thông, tự cảm thấy trong đời không có ai sánh bằng, do không tự lượng, cậy vào huệ căn đời trước, thành ra mới 22, 23 tuổi đã đoản mạng, chết thành con quỷ hồ đồ, chẳng đáng buồn quá đỗi ư. Nếu như Hiền Ấn chẳng tự cao, khiêm tốn nóng mình, thì những học giả Trung Quốc chưa chắc chỗi hơn ông ta được. Quang thường Hiền Ấn do đó mà chết, nên lấy chuyện xe trước bị đổ để làm gương cho ông. Hiện thời Quang đã khổ không thể nói nổi, mục lực lẫn tinh thần đều không đủ, hàng ngày đã có người đến hỏi han, lại còn thư tín bốn phương, đừng nói chi chuyện trả lời, chỉ đọc không thôi cũng phải mất nhiều công sức. Quang ở Phổ Đà từ năm Quang Tự 19 1893 cho đến năm Dân Quốc thứ năm 1916, hơn 20 năm khá yên vui. Suốt năm không ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Từ năm Dân Quốc thứ 6, 1917, ông Vương Ấu Nông đem một lá thư in ra mấy ngàn bản. Ông Từ Quý Như đem ba lá thư in ra mấy ngàn bản. Rồi năm sau lại in văn sao. Từ đấy một người truyền hư, vạn người truyền thật, lại do chẳng tự lượng, khắc in các sách để mong lợi người. 20 năm qua, đúng là chuyện truyền bận bịu về người khác. Nay đã già rồi, mau bế quang làm kế lánh phiền. Về với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hễ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số hơi tốn sức. Ông có thời gian rộng rãi, sức lực mạnh mẽ, hãy nên nỗ lực nghiên cứu tu chỉ pháp tịnh độ. Đây chính là đại pháp để phàm phu liễu sanh tử ngay trong đời này. Pháp này nếu không có túc căn thì đừng nói là người tầm thường không thể thấu hiểu triệt đề, ngay cả bậc cao nhân lỗi lạc triệt ngộ tự tâm thâm nhập kinh tạng cũng quá nửa là không thể thấu hiểu triệt đề được, do họ chẳng biết đây là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Nếu cứ chiếu theo nghĩa lý của các pháp môn thông thường nên chẳng chịu tin, hoặc là có người tin nhưng sợ truyền Hoằng Dương Tịnh Độ người ta sẽ coi thường mình, vì thế chẳng chịu đề xướng. Phải biết tu bất luận pháp môn nào, nếu phiền hoặc chưa đoạn chắc chắn không liễu được sanh tử. Chỉ có một pháp này, chỉ cần đầy đủ tín nguyện liền có thể cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương. Ông chớ nên coi qua loa mà phải đọc kỹ, nghĩ chín mới biết lời Quang không lầm. Hiện nay người giảng kinh cũng không ít, nhưng mỗi người tùy theo ý mình, ông nên tự tu trì ở chỗ cư sĩ Giang Dịch Viên. Đến khi đã có chủ ý rồi, chẳng ngại gì, tùy hỷ tham dự giảng tòa của các pháp sư. Ông phải tự thương mình. Quang mến ông, nên chỉ có lần này là viết 2 trang, sau này cũng không rảnh rỗi để răn dạy nhiều lần được nữa đâu.